Ơi, coi cái hệ tạng của nó kìa. Cái này hoành được nhiêu anh ba? Đó khoảng 66. Dạ. 66 mà cái bộ tạng nó khủng quá anh ba ha. Trời ơi, cái bộ tạng ở trong các bạn. Đây, xù nè. Quá trời quá đất. 112 á. 112 hả anh? Trời, nó nguyên cục xù kìa. Này hạ làm bonsai luôn quý vị các bạn. 114 luôn hả? Trời, hơn tới 2 luôn. Quá khủng luôn, cái cục xù à. Mai miền Tây thì đế khỏi chê rồi. Cây nào cây nấy đế cũng đẹp. Cây này vót ngọn lên chắc cũng phải là 4 mét. Đây, quá trời luôn. Này mà quay chi tiết thì lâu lắm quý vị các bạn, nên là kênh sẽ quay lướt lướt sơ sơ thôi. Rồi quý vị các bạn nào quan tâm thì cứ comment dưới để lấy thêm thông tin của anh Ba nha. Chủ vườn mai anh Ba Mai Vàng. Một cái tên rất là ấn tượng và dễ nhớ quý vị các bạn. Cây này cũng đẹp. Anh Ba có phải người miền Tây không anh Mười miền Tây luôn Ba? À, hèn gì đặt cái tên anh Ba là nghi nghi rồi. á. Mà khía Ba khí. Giờ có thêm anh Ba Mai Vàng. Quá trời quá đất khủng. Trực quân tử hẳn đứng luôn. Tàn gì cui. Quý vị các bạn khán giả nào mà xem kênh mà muốn giao lưu với lại anh Ba Mai Vàng ở Bù Đốp thì cứ comment dưới để lấy thông tin của số điện thoại của anh Ba để liên hệ trực tiếp nha. Mai này chủ yếu là ở vùng nào anh Ba tất cả là miền Tây, có một số cây là ở Bình Thuận, có ha? khoảng 2-3 cây Bình Thuận thôi. Dạ. Nó có cái co tự nhiên đẹp quá quý vị các bạn. Coi giống như cái đầu rồng á. Xin chào quý vị và các bạn khán giả trên kênh Dùng Đất Rồng nha. Hôm nay thì Tony đang ở trong một cái vườn mai ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước quý vị các bạn. Một trong những cái vườn mai rất là khủng ở đây luôn. Cái vườn mai có tên là Anh Ba Mai Vàng. Đó. Nếu mà ở Bù Đốp chắc là biết quý vị các bạn ha. Ở đây toàn là em thấy mình giống như toàn là mai tuyển không hả anh Ba? Mai tuổi thành phẩm đó. Dạ. Hết cái vườn mình là được tổng cộng là bao nhiêu gốc mai anh Ba? Trên dưới 200 cây. Trời ơi. Trên dưới 200 cây. Cái hoành dao động trong cái khoảng bao nhiêu anh Ba? Nó từ 4 mấy tới ngoài 1 mét. Dạ. Trời ơi, cây này nè các bạn. Coi nè, cái hệ tàng nè. Một thân một cốt chót ngọn. Tàn tứ diện đều luôn. Tuyệt băng luôn. Quá trời quá đất khủng luôn. Trực quân tử hẳn đứng luôn. À, tàn dày cui. Trời. Quý vị các bạn khán giả nào mà xem kênh mà muốn giao lưu với lại anh Ba Mai Vàng ở Bù Đốp thì cứ comment dưới để lấy thông tin của số điện thoại của anh Ba để liên hệ trực tiếp nha. Quá trời mấy trăm gốc mai mà toàn là hàng tuyển lựa không à. Phía trên nó có mấy cái gốc mai cổ thụ rất là khủng quý vị các bạn. Chút nữa sẽ đo thông số kỹ hơn những cái gốc mai cổ thụ cho quý vị các bạn dễ hình dung ha. Thân đế nè. Vườn này mình lập được bao lâu rồi anh Ba? Hai lẻ ấy, 2018. 2018 đến giờ là 6 năm rồi. Mai này chủ yếu là ở vùng nào anh Ba Tất cả là miền Tây, có một số cây là ở Bình Thuận, có khoảng ha? 2-3 cây Bình Thuận thôi. Dạ. Còn lại miền Tây. Thân cốt các bạn. Cái hệ của anh Ba em thấy là một thân một cốt anh hả? Một thân một cốt. Trời, cái tàn kìa. Mấy cây này mỗi bên tàn phải là xem 2 mét với gì các bạn. Đã ghê không? Có cái góc này. Cổ đế nó khủng không? Chú Tám. Tám qua coi coi cái vô cái bồn này đo giùm con cái. Dạ.
Dạ. Một thân một cốt giót ngọn. Mê cây đó phải không? Dạ, dạ ở dưới đi chú. Nó có cái co tự nhiên đẹp quá quý vị các bạn. Co giống như cái đầu rồng á. Chỗ đó nhiêu chú? 87. 87 quý vị các bạn. À, một thân một cốt chót ngọn. Tàn mỗi bên chắc cũng phải xem 2 mét. Full tàn là 4 mét. Qua chợ qua đây. Này Tết vừa rồi cắt giật khoảng 5 tấc. Dạ. Này mà không cắt giật thì cứ để là giá tàn hết, không đi lọt luôn. Dạ. Nó chạm nhau đó luôn. Đó là mình trồng hơi sát. Quá trời. Anh ba có còn mua nữa không anh? Này là ngưng mua rồi. Ngưng mua rồi. Dạ. Quá trời. Cây này rắn lông anh. Thân co lắc. Đúng là như con rồng ạ. Dạ. Chú Tám vô đo được không chú Tám? Tàn nó sát ở dưới luôn quý vị các bạn. Khó, khó vô phải dễ đâu. Quá trời quá đất. Thân co lắc. Đẹp. Này chắc ngày xưa mình cũng lựa dữ lắm ha. Dạ đúng rồi. Cũng 56. Lựa mới mang về đây á. Đo cái cũ luôn chú. Chỗ cái eo 56 cái gì các bạn. Không? Dạ đúng rồi, coi cũ đó nhiêu. Cũ đặc á. Đo cho nó sát luôn. Sát dây chú đừng để dùng. 85. 85. Mai miền Tây thì đế khỏi chê rồi. Cây nào cây nấy đế cũng đẹp. Cây này giót ngọn lên chắc cũng phải là 4 mét. Đây, quá trời luôn. Cái này mà quay chi tiết thì lâu lắm quý vị các bạn. Nên là kênh sẽ quay lướt lướt sơ sơ thôi. Rồi quý vị các bạn nào quan tâm thì cứ comment dưới để lấy thêm thông tin của anh ba nha. Chủ vườn mai anh ba Mai Vàng. Một cái tên rất là ấn tượng và dễ nhớ quý vị các bạn. Cây này cũng đẹp. Anh ba có phải người miền Tây không anh ba? Người miền Tây luôn á. À, hèn gì đặt cái tên anh ba là nghi nghi rồi. Anh ba khía. Anh ba khía. Giờ có thêm anh ba Mai Vàng. Ai chú Tám qua đo giùm con cái gốc này đi chú Tám. Gốc này bệ rễ dữ quá. Vô không được hả chú? À, cái này khó quá cho qua đi. Chắc ước ước lượng hoành chỗ đó cũng 70-80 quý vị các bạn. Thân này cũng co lắc như con rồng nè. Quá trời. À, mình di chuyển lên trên này. Đây nữa nào quý vị các bạn. Nói chung là mai tuyển không á. Đặc biệt rơi vô cái hệ là một thân một cốt rất ngọn nhiều. Có mấy cây ở trên rất là đặc biệt. Hồi quay kỹ mấy cây đó cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng nha. À, một thân một cốt rất ngọn. Cây này đo được là chú Tám. Ai mà thích cái hệ này bảo đảm mê luôn. Cái hệ bông ở vườn mình sao anh ba? Bông này nó tùy cây à. Dạ. Từ 5, 7 cánh, 9 cánh, 12 cánh. 91. Chỗ đó 91 hả chú? Không phải đâu. Sai đó. Sai dây đó. Đây. 60. 60. Cái gì bự dữ rồi đúng rồi. 60 mới đúng. Ê, đang lên xù luôn anh ha. Đang lên xù. Đang lên xù nổi gì các bạn. Đẹp chưa? Giá cả nếu mà mình giao lưu là hữu nghị không anh? Hữu nghị. Hữu nghị. Quá trời.
Anh có thợ chăm hay là ai chăm mà thấy vườn mai mình rất là sung anh? Có ba hàng lính chăm. Hàng gì? Đã thiệt chứ. Cần thêm thông tin gì thì quý vị các bạn cứ comment dưới kênh xin ít. Nhắc lại là ở đây là ở huyện Bù Đăng. Bù Đốp. À, huyện Bù Đốp quý vị các bạn. Hai cái Bù Đăng, Bù Đốp nó dễ lộn quá. Đây có gốc này khủng nè. Vườn anh Ba Mai Vàng ở huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước quý vị các bạn ha. Chú Tám vô đo một con cái gốc này đi chú Tám. Cây này nó già cây dữ á. Cái đó nó còn sâu dưới khoảng 5 tấc nữa đó. Dạ, phần đế dưới anh. Đúng rồi. Tại vì đó này trồng sâu, trồng tuốt ở dưới đây nè, xong cái bắt đầu mình mới đổ đất vô. Dạ. 59. Gì 59? Đọc này, lộn rồi đó. 92. 92. Cái cây to đùng mà đọc 59. Nghe giật mình luôn. Nó tự nhiên nó đột biến lên cái nhánh này nè. À. Đột biến lên nhánh này giống như là bạch mai vậy đó. Đó nè. Cái lá nó vậy. Rồi, rồi cái hoa của nó làm sao anh? Chưa thấy hoa. Chưa thấy hoa. Chỉ có nó lá mọc nó lên, mọc lên coi như là bây giờ nó cũng một năm mấy rồi đó. Cái này nè. Dạ. Yeah. Lá ngộ các bạn. Nè, lá trắng trắng. Đó, nó này nó chuyển sang hồng luôn nè. Đọt màu tím à? Đó, cái đọt non màu tím. Đọt non nè. Cái này nó lá cam hạch. À. Đây nè. Lá như cam hạch. Vậy là đột biến hả? Anh quay sát gốc luôn, không có ghép không gì hết mà nó tự lên đó nha. Dạ. Yeah. Đó. Đây nè, nó có mấy cái lá màu tím cái gì các bạn. Ngộ không? Đột biến cẩm thạch. Nè. Thân nó đâm ra từ cái gốc. Để xem kỹ cho quý vị các bạn dễ hình dung nè. Để nói ghép cây rồi vô nữa. Thấy chưa? Nè. Đó. Trong cái gốc nó đâm lên hai cái nhánh cây này lá ngộ ở Bình Thuận. Cây này mai Bình Thuận hả anh? Đúng rồi, nhưng mà bông đẹp nha. Dạ. Yeah. Đế cũng đẹp nữa. Đang bể nước thân lớn. Cây này lá to quá mà bông đẹp sao được. Lá to đùng mà. Cây này cao chắc không khoảng 3 mét cái gì các bạn. Hoành 90 mấy ha. Này trước đó mua về là đo 105 đó. À. Chắc là cái phần phía dưới đúng không anh? Đúng rồi. Còn hồi nãy là chú Tám chú đo ngay cái cổ. Trước đó mua là đo 105 nha. Dạ. Đó, tổng quan sơ sơ quý vị các bạn. Trời ơi, cây này cũng khủng quá nè. Cây này chú Tám vô đo được không chú? Trời ơi, gốc mai kìa. Cây này chắc cũng cả trăm quá. Lên như 95 á. Đồ vô đưa chuột. Dữ thiệt. Thêm một gốc cổ thụ quý vị các bạn. Này hạ xuống làm bonsai đại rồi. Nhiêu chú? 80. 80. Để đế giữ. Mai miền Tây chắc quý vị các bạn khỏi chê về bộ đế rồi ha. Mấy cái gốc ở đây là hạ xuống làm bonsai. Cây này đó tàn khoảng 6 mét mà hạ luôn. Dạ.
À, làm bonsai luôn anh. À, làm bonsai luôn. Thì có gốc này mới khủng nè. Chú Tám, qua hỗ trợ gốc này đi. Cây nào cũng nuôi như cây đó. Trời ơi. Trời ơi, nó nói gì nữa. Lại cái tàn. Tàn cái bộ lá của nó. Quá tốt. Đây, xù nè. Quá trời quá đất. 112 á. 112 hả anh? Trời, nó nguyên cục xù kìa. Này hạ làm bonsai luôn quý vị các bạn. 114 luôn hả? Trời, hơn tới 2 luôn. Quá khủng luôn, cục xù à. Tiếc là do hạ bonsai mình không có vô ôm được ha. Chứ cái này mà nó do nó không có thoát thân đó. Chứ cây này mà nó thành phẩm rồi đi thi luôn á. Rất ngọn đã không? Mà cắt bé xíu rồi các bạn. Đó. Cắt chút xíu rồi. Khủng thiệt đấy chứ. Trời ơi, cái cục lưu, cục xù. Cái này dạng hàng hiếm anh ba ha. Hàng hiếm. Hàng hiếm. Tìm ra cây thứ hai rồi trời. Quá trời quá đất các bạn. Chú Tám qua bên này, chú Tám đứng, chú Tám giang hai tay ra. Để cho bà con ta dễ hình dung cây mai tàng này. Mỗi bên chắc phải 3,5 m. Tầm 7 m, mét tàng không anh ba? Cỡ đó đó. Tầm 7-8 m tàng có gì các bạn. Cao chắc cỡ 5 m. 4,5 m, 5 m. Dạ. Coi lá kìa. Lá to đùng luôn. Cây này chắc hoa đẹp lắm anh. Đẹp. Trời ơi, coi cái hệ tạng của nó kìa. Cái này hoành được như anh ba? Đó khoảng 66. Dạ. 66 mà cái bộ tàng nó khủng quá anh ba ha. Trời ơi, cái bộ tàng ở trong các bạn. Chi chích luôn. Cây này mà nó nở hoa thôi chứ. Quá trời quá đất. Khủng không? Cây này đang tạo tác cái dáng theo kiểu bạc phong. Trong vườn của anh ba ở Bù Đớp, Bình Phước quý vị các bạn. Chỗ đó là nhiêu chú? 86. 86 hả chú? Dạ, cũng ở trên đó quý vị các bạn ha. Ở dưới nó có thể là to hơn đó. Đó. Đây, quay lại toàn cảnh sơ sơ cái vườn của anh ba ở Bù Đớp, Bình Phước cho quý vị các bạn chiêm ngưỡng. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh Dùng Đất Rồng để tiếp tục theo dõi những cái video cực kỳ hay ho và hấp dẫn khác trên kênh. Nếu mà quý vị các bạn quan tâm thì cứ comment ở dưới. Lấy thêm thông tin liên hệ số điện thoại của anh ba quý vị các bạn.